vui vẻ, hòa đồng, dễ tiếp nhận cái mới. Em biết may đồ và em thích được nói. Ai cấm em nói mà. Em có thích con trai ở dơ hay ở sạch nè? Em thì em vẫn thích ở dơ hơn. Trời ơi. Hả? Em thì em trải qua được 3 mối tình rồi chị. Ừ. Cái mối tình mà đáng nhớ nhất của em là mối tình bất quá tam. Không bao giờ có lần thứ 3. Dạ, 3 cái lý do đó xảy ra mà 3 chuyện đó em ghim nhất luôn. Chia tay luôn chị. Thì em tên là Huỳnh Quang Diệu, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh ở nhà về cái mảng cơ khí xây dựng. Thì em lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh quận mấy? Gò Vấp. Vậy là mình làm chủ đúng không? Cũng gần chủ. Gần như chủ. Gần chủ. Rồi mời bạn gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị em. Nam Thư, quý vị khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên là Ngô Thị Thảo, năm nay em 25 tuổi, hiện đang làm giáo viên mầm non tại Hóc Môn. Em sinh ra và lớn lên tại Bình Thuận. Ở nơi là thanh long rất là nhiều đúng không? Dạ, thanh long và nước mắm. Nước mắm ăn với thanh long chắc ngon lắm nha. Không, tại em nhạt, nước mắm chắc cũng mặn, đỡ nhạt. Vậy hả? Thảo nói một tí xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của em á là vui vẻ, hòa đồng, dễ tiếp nhận cái mới. Em biết may đồ và em thích được nói. Ai cấm em nói mà. Mà không cho em nói về Thảo. Dạ tại vì em nói hơi nhiều. Em nói nhiều đâu có bằng anh với chị Nam Thư đâu. Đúng rồi. Bắt trúng chủ đề của em á thì em sẽ nói nhiều lắm. Vậy chủ đề em là gì vậy Thảo? Ví dụ như nói về vấn đề tình yêu thì em sẽ có rất là nhiều cái để nói. Hay quá, tình yêu, được rồi. Em dạ. Em có điểm mạnh gì? Thì em hòa đồng với lại biết lắng nghe. Ồ, hòa đồng bên kia nói nhiều, lắng nghe nổi không? Dạ nghe nổi chứ anh. Nghe nổi luôn đúng không? Tật xấu là gì? Hơi lười một tí xíu thôi. Em đi làm về thì người cũng hơi dơ rồi, nhưng mà vẫn ngồi chơi game, xem phim, chán chê rồi mới tắm. Rồi có lười dọn dẹp không ha? Không, cái đó là bắt buộc phải dọn dẹp rồi chị. Thảo, em có thích con trai ở dơ hay ở sạch nè? Em thì em vẫn thích ở dơ hơn. Trời ơi. Hả? Tại vì vậy nè, ví dụ như mà bạn đó mà ở sạch quá thì em mà lỡ ở dơ cái là phải vậy, như là phải bị phiền á. Ờ hiểu. Em ơi sao em dơ quá rồi vậy đó. Em lại thích kiểu như là không phải là sạch sẽ quá. Tôi có nghe nhầm không trời? Có lý do để ở dơ. Một cô gái thích ở dơ hơn. Thấy chưa, các chàng trai cũng đừng nên sạch quá. Bởi vì có những cô gái thích hơi dơ dơ. Thảo, điểm yếu của Thảo sao Thảo? Em hơi nóng tính, có một chút bốc đồng. Em có nóng tính bốc đồng không? Em chỉ có trong công việc thì em nóng tính. Còn về nhà có nóng tính không? Dễ tính. Rồi đó giờ mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì em trải qua được 3 mối tình rồi chị. Ừ. Cái mối tình mà đáng nhớ nhất của em là mối tình bất quá tam. Không bao giờ có lần thứ 3. Dạ, 3 cái lý do đó xảy ra mà 3 chuyện đó em ghim nhất luôn. Chia tay luôn chị. Chuyện đầu tiên á, hôm đó là em bị tai nạn. Em không có đi được, em phải ở nhà. Anh hỏi em á, em muốn ăn gì? Em muốn ăn bánh canh cá lóc. Anh nói là, ăn cái món gì mà khó tìm quá vậy? Em nói là, vậy thôi không ăn nữa đâu. Xong anh cho em nhịn tới chiều luôn chị. Làm em đói luôn. Trời đất ơi. Cái chuyện thứ hai là, em đi được rồi nhưng mà em còn yếu lắm. Em có nhờ anh qua chợ em đi làm. Em dặn anh là 6:30. Hôm đó là trễ quá. Em mới dắt xe ra, em đi ra tới cổng thì em thấy anh chạy tới. Anh nói mới nói với em là lần sau á, em mà tự đi á, em phải nói với anh trước để không mất công anh qua. Mà anh cũng hứa với em là anh qua đúng giờ. Anh qua trễ bao nhiêu phút em? Hơn 15 phút á, cũng là trễ giờ làm của em rồi. Còn một chuyện này nữa mà, xong rồi là chia tay luôn. Là lúc đó em với anh cãi nhau, cả hai cùng đều giận nhau luôn. Anh mới nói với em như thế này nè. Anh không phải là kiểu là bạn gái giận mà anh phải đi qua nhà xin lỗi hay năn nỉ đâu. Tức là em có giận thì kệ em luôn. Đúng tôi rồi. Không năn nỉ em, tôi không xin lỗi em. Đúng rồi. Em muốn mở miệng trước thì nói đúng không? Xong rồi em với anh chia tay luôn. Bây giờ anh dặn em nè, cái nhất em phải biết địa chỉ mua đâu bánh canh cá lóc. Thứ hai là không nên trễ quá 15 phút. Thứ ba là không bao giờ nói với phụ nữ, với bạn, đặc biệt bạn gái của mình là anh không phải là người biết xin lỗi đâu nha. Cái đó thì đáp ứng được hết. Được ha. Diệu có biết xin lỗi bạn gái hoặc năn nỉ bạn gái khi hai người gây lộn không Diệu? Dạ thì cái việc đó là bắt buộc phải có rồi chị.
Trời ơi, Diệu nhẹ nhàng quá. Diệu rất nhẹ nhàng như tên của Diệu. Diệu ơi, đó giờ mình đi học có ai chọc ghẹo cái tên Diệu của mình không Diệu? Lúc đi học á thì mình có cái gọi danh sách á. Đúng rồi. Thời gian mà cứ 3 năm trời mà cứ tên của em cứ ghi giới tính nữ mà. Là cái năm nào em cũng phải lên em xin đổi lại giới tính của mình á. Trời. Em có mấy mối tình? Em thì chảy qua 2 mối tình. Cái mối tình thứ nhất thì do cái khoảng cách, với lại lúc đó cái công việc của em nó chưa có được gọi là ổn định lắm. Mối tình thứ hai thì sau này em đi làm ở công ty thì có gặp bạn đó. Sau một thời gian tìm hiểu rồi em về lại nhà kinh doanh á. Về cái thời gian sinh hoạt cãi qua cãi lại hoài á. Cãi nhau hoài luôn. Thảo, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cao từ 1m6 trở lên. Có 1m6. Nặng từ 75kg trở xuống. Dưới 75. Tính tình thì hiền lành. Rất hiền. Biết yêu chiều bạn gái. Chăm lo cho gia đình. Không hút thuốc. Có hút không? Dạ em chỉ có ngửi thuốc thôi. Dạ bấy nhiêu thôi anh ạ. Nhiêu đó thôi hả? Dạ. Diệu, em dạ. Mong muốn cái mẫu hình lý tưởng của mình là như thế nào? Chiều cao từ 1m58 trở lên. Hiền lành một chút. Đừng quá nóng tính. Lúc thôi đó. Mình Diệu đi, nóng quá mình Diệu luôn. Ô trời, em gái xinh đẹp, dễ thương. Đàn gái. Trời ơi, đàn gái dịu dàng sao. Có thích làm dâu không? Dạ, làm dâu thì không sao. Làm dâu giờ cũng sướng lắm ha. Dạ. Đàn trai anh thấy chịu đàn gái rồi đó. Chào Diệu. Chào chị. Trời ơi, nhìn em đúng Diệu luôn đó Diệu. Ví dụ như là mình có bạn gái đi. Rồi bạn gái mình hay ghen quá đi. Thì lúc đó em thấy sao? Cổ cũng không có cơ hội để ghen nữa. Sao vậy? Không có cơ hội để ghen luôn hả? Đúng rồi, tại môi trường của em làm việc toàn nam không à. Không lẽ ghen em với bạn nam đâu đó. À. Cái vụ này đôi khi cũng có à. Đúng rồi. Hồi trước em đi làm tại ngân hàng á. Cái công việc của em là telesale. Thì cũng có gọi cho khách hàng để trao đổi về cái sản phẩm. Gọi nhiều lần quá rồi nhắn tin nữa. Rồi tên em cũng tên Diệu nữa. Nhắn vô một tuần á. Là cái vợ của khách hàng nhắn tin qua đánh ghen với em. Dễ thương. Thôi được rồi. Thảo, hôm nay em đi với ai? Dạ em hôm nay em đi với lại hai bạn đồng nghiệp và em gái. Em nhìn bốn cô gái ngồi phía trước, năm cô gái phía trước này. Em đoán thử xem ai là em gái của cô gái bên kia. Đếm từ ở ngoài vô 1, 2, 3, 4, 5 người nào. Mỹ là số 3. Đúng không, số 3? Trời ơi, hay quá. Hay quá. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Trời chào em. Chị Nam Thư. Dạ. Chào tất cả các bạn đang có mặt tại trường quay. Mình là Tinh Xuân. Dạ. Mình vừa là đồng nghiệp mà cũng là người chị của Thảo. Thì từ đầu chương trình tới giờ thì thấy là bạn trai rất là hiền. Chị thấy là rất là tốt, rất là hợp với em. Em gái cho anh hỏi một vài câu nào. Thấy anh rể tương lai được không? Dạ, em nhìn là em biết anh giống mình rể tương lai của em. Em cũng đề nghị ảnh gì không? Chị em rất thích uống trà sữa. Ngày chắc cỡ 2 ly. Em nghĩ nếu muốn tán đổ chị em thì ngày nào anh cũng phải mua trà sữa. Thôi, em biết làm trà sữa. Tuyệt vời. Bây giờ mời đại diện đàn trai. Em đi với ai? Dạ Em đi với mẹ và em gái của em. Chào cô Nam Thư. Dạ, con chào cô. Chào quý khán giả trong phim trường. Thấy Thảo hôm nay cũng hiền, được, dễ thương. Má thấy được, hai đứa tìm hiểu và cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ bắt đầu cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Chúng ta cứ thoải mái tự nhiên trao đổi ha. Bắt đầu. Rồi, xin cảm ơn mày. Em đến đây thì em có một bài nhảy vũ điệu rửa tay. Em coi như bây giờ là cái trường mầm non của em đi. Em dạy mấy cháu đi. Chị nữa. Chị luôn hả? Dạ. Rồi. Hai MC nữa, anh Quyền Linh. Có luôn hả? Dạ. Nhúng ai? Nhúng hả Thảo? Dạ, nhúng. Đổi động tác. Đều.
rồi. Hết rồi hả? Hết rồi, trời ơi, cảm ơn cô giáo, cảm ơn cô Thảo. Cảm ơn cô, mai mốt cô tập cho con bài rửa chân nữa nha. Chào bạn. Bạn nói chứ. Khi mà mở ra anh thấy em ngoài như thế nào? Xinh đẹp. À, không nghĩ là nhìn bạn mà mình thấy bạn nóng tính đâu. Nhìn thấy hiền. Em nếu mà em với anh mà có quen nhau á thì cái thời gian anh dành cho em á là được buổi nào? Cuối tuần và các buổi tối. Dạ, em thì cũng rảnh buổi tối, rồi công việc của em thì làm ban ngày. À. Nói gì đi, sao nhìn chị vậy? Dạ, tay chân nó quý quá rồi đó. Bây giờ ví dụ nói khó quá thì mình làm thơ. Làm thơ được thì mình hát. À. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù có chút ngại ngùng, anh vẫn xin em nói một lời. Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Mình gặp nhau trong chương trình này, anh mong em về cùng anh. Hay quá. Ví dụ như hẹn hò xong rồi, mình hiểu nhau rồi, mình tiến tới hôn nhân rồi, rồi tiền bạc ai giữ, mình nói luôn đi. Cũng khó, tại em kinh doanh mà đưa tiền hết giữ rồi đâu còn được gì để kinh doanh nữa. Đối với em thì tiền bạc thì ai giữ cũng được, miễn sao là xây dựng được gia đình hạnh phúc và ấm êm là được rồi. Con cái thì em lại thích sinh con trai. Được không Diệu? Dạ quá hợp lý luôn. Trai một gái. Ta hỏi được không á? Dạ được. Anh nào đó cũng nói y như em đó. Anh Linh này ác ghê. Lại vì em nói gì? Em muốn sinh con trai chứ đẻ đứa con gái không? Bây giờ đẻ đi. Chừng nào lòi đứa con trai thì ngưng. Trời ơi. Đúng rồi, nếu mà khi nào đẻ được đứa con trai thì ngưng đẻ. Trời ơi. Trời ơi. Em thích rồi, con trai lắm. Em chuẩn bị tâm lý đi. Chúng ta không bấm vì bất kỳ điều gì, hãy bấm bằng tiếng nói của trái tim mình các bạn nhé. Bấm nút là chúng ta có trách nhiệm với nút bấm và những gì mình đã hứa với đối phương nãy giờ. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn mời em. Rồi bây giờ nắm tay. Khoan, anh Linh. Hồi nãy nhớ Thảo đó không? Nếu mà bấm nút thì lật tờ giấy ra đọc. Đó. Cái này là bức thư do em tự em tự viết tay hả? Dạ. Đến bên người lòng tôi bối rối, đến bên người hồn tôi dại khờ. Người tôi yêu, người sẽ chung tình mãi mãi, người sẽ không lừa dối, người chỉ yêu mình tôi. Dẫu mai này thời gian phôi pha, dẫu có người nhìn tôi bồi hồi, vẫn có người dìu tôi vào mộng. Gửi người tôi yêu. Trời ơi, rồi em quay ra cho. Đúng rồi, mọi người thấy chữ, trời ơi, chữ của Thảo cực kỳ đẹp, xuất sắc quá. Còn cái này coi như không bấm, tôi đọc riêng tôi nghe. Cho em coi với anh Linh. Qua đây. Anh đọc to. Anh với em nghe thôi. Ừ. Coi như mình không bấm. Không, coi như mình không nói gì hết. Con người ai cũng có lúc rung động vì một người khác. Ừ. Nhưng phải đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thoáng qua và đâu mới là yêu thương thật sự. Bởi vì yêu một người bằng mắt khác với yêu một người bằng cả trái tim. Gửi anh người không bấm nút. Hay quá. Không bấm nút một cái đọc là nghe nó đau xót con tim. Ôi đau lòng. Đứt từng đoạn gục á. Cất cái này vô. Phải nhớ xin lỗi khi Thảo giận. Bây giờ xin lỗi một câu được không? Anh xin lỗi em vì đã đến hơi muộn tí. Chày quá. Để đánh dấu cái sự gặp mặt ngày hôm nay, chúng ta trân trọng điều đó và chúng ta gửi trao một nụ hôn đầu tiên. Anh xin được phép hôn em cái nha. Nói dễ thương, xin được phép hôn em. Rồi, vỗ tay, chúc mừng hai bạn một lần nữa. Những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Tới đó xem phim để nói những cái ngôn tình với nhau nha. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da X2 gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt,
do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng 2 bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Centong nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6 triệu 990 ngàn đồng. Đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Nào, bạn gái đi trước đi. Dễ thương quá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Anh mong muốn một mẫu người phụ nữ như thế nào? Mình đơn giản thôi, không lùn lắm mà cũng không đừng có béo lắm. Hiền, phúc hậu, mình sinh lý phải tốt nữa. Hả? Sinh lý phải tốt nữa anh ạ. Là nhưng mà nhìn sao biết sinh lý tốt chứ sinh lý không tốt, cái đấy phải xem lại. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi đi. Và xin mời bạn nữ. Dạ, xin chào. Bây giờ em trai giới thiệu về mình cho cô gái bên kia nghe luôn nha. Chào toàn thể khán giả trong phim trường quay và hai MC anh Nguyên Linh và chị Nam Thư. Dạ em chào ạ. Mình tên đầy đủ là Trần Trung, 42 tuổi, sinh sống và làm việc tại tỉnh Đắk Nông. Nghề nghiệp của mình là nhân viên điều hành nhà máy alumin Nhân Cơ. Em chào anh Nguyên Linh, chào chị Nam Thư. Dạ. Chào các quý vị khán giả. Mình tên là Bùi Nguyễn Nữ Hoàng Kali, sinh năm 1983, sinh sống và làm việc tại Lâm Đồng. Chị làm cụ thể là làm gì chị ha? Trước đây thì là làm giám đốc marketing của nha khoa. Cách đây 2 tháng mà về thì dự định mình là sẽ làm riêng. Dạ. Lâm Đồng đi qua Đắk Nông cũng thuận đường đúng không? Qua lại liên tục. Mình sẽ nói một tí xíu về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình ha. Mình thật thà, chất phác, sạch sẽ, gọn gàng, hơn nam tính và thành tính. Nên là đôi khi giữa và chạm. Ngày xưa mình cũng hơi cọc tính lắm mà mình thời gian mình thay đổi cũng hơi bị nhiều rồi đó. Rồi bây giờ mời đàn gái, mình nói chút xíu về được tình duyên đi đàn gái. Chính thức thì có được một mối tình năm 26 tuổi. Lý do đơn giản thôi là tại vì người ta cũng chưa có muốn lập gia đình. Sau đó là chị không yêu thêm một ai nữa ha? Tại vì mình lo mình tập trung công việc rồi này kia, rồi nói chung là không có quen ai hết. Vậy rồi gia đình mình có làm áp lực gì với mình không chị? Có chứ. Lúc mà còn ở trong Sài Gòn đi làm, ca mẹ cũng cứ gọi vô rồi hỏi. Rồi sau đó thì gọi về để xem mắt. Xem mắt hả? Nhưng mà cuối cùng cũng không hợp đúng không? Thật ra là mình rất là được lòng người lớn tuổi. Nhưng mà còn cái người đó người ta cũng nhắn tin với mình. Nhưng mà đối bản tính của mình á, không thích nhắn tin. Dạ. Mình chỉ thích muốn cái gì thì gọi điện nói chuyện. Là bên đàn trai nhớ nha, nếu mà có bấm nút thì cũng đừng có nhắn tin nha, có gì mình gọi điện mình nói chuyện hay hơn. Đó là sở thích mọi người, đôi khi nói thì nó thật lòng hơn là nhắn tin. Nhắn tin mà ấy quá người ta nói là cào phím. Đàn trai cho bên đàn gái biết đi, mình trải qua mấy mối tình rồi? Trải qua 2 mối tình, là mình khi mình học năm 3, em này là muốn lập gia đình liền. Thì mình mới nói là thôi để cho anh ra trường đi, với một năm anh thất nghiệp nữa anh tìm việc. Ngồi rồi là anh trước thôi, em này không chịu. Mình đang tìm một nửa yêu thương thế nào? Mời đàn gái nói trước đi. Dạ, cao khoảng 1m68 trở lên, không quá mập mà cũng không quá gầy, đừng có nổ, là khoe khoang. Dạ chị. Đúng rồi. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Chắc như anh Quyền Linh là được ạ. Anh này anh đẹp hơn anh đó. Em tới đây em không phải là tìm một người hoàn hảo để mà mình yêu. Bởi vì mình thấy người ta hoàn hảo trong những cái quan điểm của mình rồi á, thì một ngày nào đó mình sẽ phát hiện ra những cái điều không hoàn hảo, thì cái tình yêu nó sẽ phai nhạt đi. Rồi. Còn mình sẽ tìm một người mà vì tình yêu mà người ta sẽ thay đổi và hoàn hảo hơn trong mắt. Hay quá chị ơi. Bây giờ là em qua em thăm dò trước. Chị ngồi lắng nghe nha. Coi nhìn có giống Quyền Linh không? Chào. Dạ, em chào anh. Anh mong muốn một mẫu người phụ nữ như thế nào? Mình đơn giản thôi, không lùn lắm mà cũng không đừng có béo lắm. Hiền, phúc hậu, mình sinh lý phải tốt nữa. Gì? Hả? Sinh lý phải tốt nữa anh ạ.
sinh lý tốt hả? Là phải có sức khỏe. Nhưng mà nhìn sao biết sinh lý tốt chứ sinh lý không tốt, rủ cưới về nó không đúng tốt rồi sao? Sao biết được anh? Cái đấy phải xem lại. Cái đây là mình nói thêm thôi, chứ trong trong list với CV mình không có nói. Cái này là nói thêm. Đúng rồi. Không sao, anh cứ anh cứ nói tới cái này mình đi tìm người yêu mà. Tất cả những gì anh mong muốn. Bây giờ làm sao nhìn để biết sinh lý tốt? Đúng. Ví dụ rồi. Như anh lên đi, anh nhìn anh nghĩ tốt không? Quá tốt rồi. Sao biết? Điều anh không có con trai thôi. Trời ơi. Trời ơi, dậm vô nỗi đau nữa. Khổ ghê. Ui, không tốt quá nha. Chị Ly của em á, thì tất cả những yêu cầu anh đưa ra là có rồi đó. Dễ thương, phúc hậu. Chị em rất được lòng người lớn. Cái phần đó là khỏi phải lo ha. Tôi qua tôi coi mắt thôi coi. Cái chuyện mà sinh lý yếu mạnh gì tôi không biết nha. Cái vụ đó tôi thua. Dạ, em chào anh Linh. Trời, em gái. Dạ. Mặt rất là xinh, da láng mịn luôn, trắng tươi, cười rất tươi, hiền hậu, mặt phúc hậu. Chủ kia tôi không biết. Chuyện gì? Chuyện kia là gì? Chuyện sinh lý. Dạ. Ly thấy sao? Nói thẳng, nói thật thì em thấy cái nó cũng là điểm mạnh đó. Chứ còn không nói ra nó mới là khó. Cái điểm mà nãy anh muốn vậy đó, mình có thể thấy ổn không? Giờ chỉ nói ổn hay không ổn thôi. Em cũng không biết nữa anh à. Cái vụ này hơi khó nha, chút anh tự đặt vấn đề với tôi không chịu trách nhiệm nha. Chị có ngại gặp đàn ông gia trưởng không? Thật ra thì cũng không ngại lắm. Nhưng mà nếu mà không gia trưởng thì càng tốt. Anh có gia trưởng không Trung? Tí thôi à. Một tí gia trưởng thôi, một tí thôi. Được, tại chị em nói rồi chị em không ngại. Ừ, không ngại. Nhưng mà đừng có quá. Bây giờ nếu như mà hai người lấy nhau về thì ở đâu? Đắk Nông. Ở Đắk Nông. Nếu như bây giờ đàn gái không chịu bắt anh về Lâm Đồng ở thì sao? Chịu luôn. Chịu luôn, được. Được không mà mối? Qua máy tính đã hỏi đó chứ. Chị, có những người á thuộc tiếp là tình yêu khô khan nè, tình yêu hơi ướt át nè, rồi có những tình yêu lãng mạn nè, thì chị gu chị là yêu sao? Ai cũng thích lãng mạn hết. Mình đúng. Cũng thích lãng mạn nhưng mà đừng có lãng mạn quá, nó phi nó qua lãng đẹp đúng không? Đúng. Để em kiểm tra. Anh ơi, chị em thích tình yêu lãng mạn. Anh có lãng mạn không? Cực kỳ lãng mạn luôn. Có không? Nhưng mà có chuẩn mực nha, không có bậy bạ đâu. Thiệt không? Bây giờ sinh nhật của cô gái anh làm sao để lãng mạn? Thì bữa đó thì mình giả đò từ Đắk Nông lên Lâm Đồng nè. Giả đò quên hay đợi cuối giờ mới tặng quà. Chưa lãng mạn. Thử này nha. Ví dụ như cái ngày sinh nhật của cô ấy á, mình đi từ Đắk Nông lên tới Đà Lạt là 5 giờ chiều. Nhưng mình đừng gặp cô ấy 5 giờ chiều. Mình chờ 12 giờ đêm, mình đứng trước cửa nhà cổ á. Đúng, anh mình ôm bó bông nè, trời lạnh rét rung mà đừng không mặc anh. Đừng mặc áo ấm. Đúng, mặc áo ba lỗ. Đúng rồi. Thậm chí mưa cũng được. Đúng, cầu mưa luôn. Trời, mình không gọi luôn. Mình đứng từ 12 giờ đêm cho tới 6 giờ sáng. Cô bước ra thấy mình đứng, mình nói anh muốn tạo sự lãng mạn cho em xong xỉu. Lạnh quá. Đồ một tí xíu. Không có nói vui thôi, chứ thật sự là cần phải nên có những cái không gian thật là lãng mạn. Hay là hai người nắm tay nhau đi giữa rừng Đắk Nông đó, thí dụ như vậy, vừa đi vừa hát. Thôi bây giờ mình sẽ gặp gỡ gia đình hai bên đi ha. Rồi. Rồi, chị Kali hôm nay chị đi với ai? Dạ, hôm nay đi với anh trai với lại bạn thân. À, anh trai với bạn thân. Dạ, em chào anh trai với bạn thân của chị Kali. Anh ruột á hả? Xin chào Nam Thi. Xin chào anh Quyền Linh. Ừ, chào nhà trai á. Mình là anh ruột của Kali, anh hai. Anh thấy anh bên kia làm sao anh? Thấy thì bên đàn trai rất là ok. Nhưng mà chỉ có một vấn đề mình muốn bên đàn trai cố gắng thay đổi về cái nóng tính của mình thôi. Mình nhìn thì bạn không phải là nóng tính vừa mà rất là nóng tính. Chính xác. Chỉ vậy thôi. Mình xin cảm ơn những nhận xét của anh hai. Cái đó thì mình có từ lâu rồi, mình cũng biết rồi, cũng thay đổi nhiều rồi, chứ không phải là không. Cho nên là nay mình hiền lắm, bỏ bớt ngày xưa là khó chịu lắm. Không bỏ là khổ đó nha. Dạ, khổ chút rồi, biết mà anh. Bây giờ mình giao lưu đàn trai đi. Chào em là em họ của nhà trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Cùng xin chào nhà gái. Từ khi mà nhà gái mới xuất hiện á thì thấy nhà gái rất là ok. Thêm quan điểm của em thì nếu nhìn mặt là bấm nút liền luôn. Cảm ơn bạn. Bây giờ mình mở mà rào cho hai bên gặp mặt nha. Xin mời mở rào. Bắt đầu nha Trung nha. Đây là không gian của các bạn đó. Bắt đầu. Chào em. Xin chào anh ạ. Anh có cái quà này tặng. Cái này là anh mua.
Cái đây là sau thời gian lắp ghép năm bây giờ này qua tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Một tay luôn. Trời mới gặp giống đối tác bắt tay vậy. Bây giờ đứng đó, khoan đứng đó. Bây giờ Trung lần đầu tiên gặp gỡ, em hát gì đó tặng cô ấy lấy cái tình cảm liền luôn đi. Trời ơi, bởi xa có giữa chiến trường to tiếng nên giờ đóng cho đành chia tay vĩnh viễn bạn tu hàng. Bạn tình ơi đừng hoài công. Hoài công mòn mỏi đời chờ. Bạn tình ơi đừng hoài công mòn mỏi đời chờ. Hãy gọi tên anh trong những chiều sương lạnh khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa. Hay những lúc canh kia tựa rèm trâu ngắm ánh trăng tà, nàng hãy nhớ đến tháng năm này có một người yêu vui tay giữa dòng càng trăng. Rồi xong. Được rồi, anh rung lắm luôn á. Nói chung mà lần này rung mà mất giọng luôn, quên lời. Được rồi, mới gặp nhau mà hãy nắm tay vui nơi cắt cắn là được rồi đó. Một chút xíu giao lưu như thế á, để bên đàn gái cảm nhận coi chàng trai thế nào. Em thấy anh thì cũng được, nhưng mà tại vì em cũng nhát, nhưng mà mấy người mà nóng tính quá thì em cũng hơi sợ. Cái này là anh thay đổi lâu rồi, không có nữa. Này dạ. Tu rồi, một tháng là ăn chay 3 bữa. Nhưng mà giờ ăn chay 3 bữa thì chịu không nổi, thôi giảm còn 2 bữa thôi. Ở nhà em là ba em ăn chay trường, nên đa số em cũng không ăn thịt cá nhiều. Thấy cô gái thế nào? Cũng dễ thương. Nụ cười rất tươi luôn á. Cũng dễ bán. Nè, mở ra coi tặng gì đẹp quá luôn. Đây là một cái ghế, cái bàn nè. Với một mong muốn là nếu như mà thành được á thì mỗi người góp một cái ghế, một cái bàn để xây dựng tổ ấm. Coi như là cổ có cái ghế rồi đó. Anh có lo cái bàn được không? Cái này thì được, chắc được. Chị Kali, nãy là anh Trung hát tặng mình câu giọng cổ rồi, thì mình có món quà gì tặng lại anh Trung không ha? Em có một cái bài thơ, em cũng không biết tác giả, nhưng mà trong một cái cuốn sổ tay của mẹ thời xưa á, viết là tặng cho ba, thì em xin phép em đọc. Là con gái em mang nhiều ích kỷ, có em rồi xin đừng nghĩ đến ai. Người bên nhau đừng thở ngắn thở dài, em sẽ bảo anh hẹn hò cùng người khác. Là con gái em thường hay hờn hay mát, để được anh năn nỉ mới làm quen, để được anh gọi mãi với tên em bằng ánh mắt và vành môi tha thiết. Màu áo anh xin đừng ai chọn lựa, dù là lam hay trắng đỏ vàng xanh, người ta chọn màu vàng anh đừng mặc. Thơ của em xin đừng cho ai đọc. Em quên mất. Thôi vậy cũng được rồi đó. Yeah. Tức là thơ của mẹ tặng cho ba, em lén lấy thơ, bây giờ em đọc, em tặng cho một chàng trai nào đó dễ thương. Nếu như mà có thể hẹn hò thì anh sẽ dành thời gian như thế nào? Thì những lúc mà rảnh thì anh đến thôi, nhưng mà em có giới hạn một tuần mấy bữa hay không? Dạ thường thì em không giới hạn đâu, cái thời gian mà cái tâm thái mình thoải mái nhất thì đến nó sẽ tốt hơn. Ở mức độ anh muốn quan tâm người vợ như thế nào? Anh rất hiểu tâm lý của người phụ nữ rồi. Đa phần người phụ nữ cứ đòi hỏi 100% là phải quan tâm, cái gì cũng là vợ. Nhiều lúc công việc áp lực coi như không làm được gì, anh không gọi điện cho em, hoặc là anh không nhắn tin cho em, rồi đi mãi không về, rồi đi ăn cơm với bạn bè nhậu nhẹt, không ăn cơm chung với vợ. Dạ không, em thì không quá như vậy. Mình đi đâu thì mình phải nói mình đi, rồi về không được hay không về được như thế nào đó thì phải nói, để cho cái người ở nhà người ta không có lo lắng. Không, cái tại vì người phụ nữ là lúc nào cũng cứ muốn là người chồng với bạn tình mình quan tâm mình, nhưng mà hơi sức đông, cứ mỗi chuyện cứ gọi. Đối với em quan tâm không phải qua tin nhắn hoặc điện thoại đâu, mà quan tâm bởi vì những cái hành động của họ.
hãy nhìn thẳng về phía trước và đưa ra quyết định bằng sự mách bảo của con tim mình. Nào. Và 3 2 1 Hết thời gian. Rồi. Kết thúc. Đứng dậy đi anh. Có thể chia sẻ lý do tại sao chị không bấm nút không? Tự cũng muốn bấm nhưng mà nói đang chờ đợi cái nói hết thời gian cái thời không bấm. Tức là chị vẫn đang suy nghĩ. Thì em cũng suy nghĩ là cũng muốn cho mình một cái cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Nhưng mà cái suy nghĩ đó nó vẫn suy nghĩ, tay thì chưa bấm. Dạ đúng. Vẫn có thể quay đổi quyết định, vẫn có thể bấm lại. Thôi thì chương trình thì khỏi phải bấm lại, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì mình có số điện thoại thì mình sẽ liên hệ với nhau. Một cái kết cũng chưa đẹp lắm, nhưng đó là nó rất thật với con tim của mình. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gói cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Nêm cao su thiên nhiên Vinalatex, nêm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da X2 gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng mỗi bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện đến từ Akino. Trong tập này, có một cặp không thành công nên khán giả xem truyền hình có cơ hội nhận được phần quà là một máy nước nóng nhãn hiệu Senton và Atlantis nếu tham gia trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai anh chị sớm tìm được nửa yêu thương của mình nha. Dạ, em mời chị.